đô gia của quân tài chính đây. Nắng quá. Xin phép các bác là phải quay nhanh để té, không thể chiều cũng trống rồi. Hôm nay cây cối gọn gàng lắm nhỉ bác nhỉ? Cây cối cắt tỉa gọn gàng lắm nhỉ? Nó giá phát bác cả nhỉ? Rồ giá là nhỉ? À chà, được đấy. 75 triệu. Quay được kỹ đây vào cho anh em có ai thích. Thích thì nhiều lắm. Đại gia nào thích thì đấy, phải có tiền cơ. Nó đi ở với chủ nhà giàu cho xuống. Có tiền chơi cái này, cái này mới sướng. Có hoa có quả luôn. Hoa quả. Quả rất bền luôn. Về đấy. Để sang mặt bên kia khi đẹp hơn. Mà cái quả của nó bền lắm. Quả nó chơi được mấy tháng. Từ lúc ra hoa lúc quả phải tầm 8 tháng. Đấy. Đấy, mặt mặt đẹp đây này. Đây là mặt chính. 75 củ. Nhìn như hang động nhỉ. Trong này có con gì không? Tập cho phát. Cái đấy như kiểu một cái hang động. Thò thò vào nó này làm cái thì thôi. Ồ, mang không biết. Đấy, đấy mà nhiều khi mình để vườn không để ý. Không, để ngay trước cửa nhà luôn. Cây này để ngay trước cửa nhà luôn. Khác nào ngày xưa đi bốc bóng gạch. Đấy, hổ mang ở trong. Vui vui tay thò vào. Không, nếu để ngoài vườn thì cũng đi thật, nhưng mà đâu mà để... hang nó mát thế này mà không ở ngay cửa ra vào được, được đấy. Cái này mà ngay ra thọ mà được mà nhìn thấy thì chắc đấy. Cụ thọ lưu ý nhá. Cụ thọ này lưu ý hàng không có đối thủ đâu. Liên hệ như nào nhỉ bác cả nhỉ? Liên hệ số nào nhỉ? Đây à, đây luôn à. Đất vải. Đất ở nhà có trồng vải không? Vải không. Cây hết rồi, có tí đất là làm cây hết rồi, đâu thì trồng vải. Thấy chưa? Đấy. Đây cứ sáng cứ tập tạ này thôi. Cây đẹp anh em ơi. Đấy, lì đất luôn rồi. Cái này thì chỉ rất rẻ thôi đúng không? Đấy, rẻ thôi, cây 700 thôi. 700k. 700k. Xanh quê lá đẹp. Này đấy. Đây này, còn đâm lùn đây. Đâm lùn đi sao? 250. 250k. Không nghe nhầm đâu. 250. Có cả chậu luôn. Chậu đẹp rồi chỉ một chậu thôi. Bán thế thì ai địch nổi. Thấy chưa? Quá ngon luôn. Đây này có mấy trăm đây này. Cây 200. 200.000. Điệu đà mịn màng luôn. Mua đi. Mua đi mà về mà sáng tác hay là bán cũng được. Cứ mua về bán 300-400.000 được. Đấy. Có tí nghệ thuật ôm đá này. Rất nghệ thuật. 400k. Cái này lúc mà chở đi nó có nảy lên không? Sóc có nảy không? Để vào cái gì nhỉ? Vẫn để ở đây. À thế à? Kê lót nó kèm nó chặt vào. Hoa giấy. Hoa giấy thì sao bác? Hoa giấy 900. 900. Bông vào này bông xuống tận mặt gốc luôn. Những rủ. Đấy, răng liễu đấy. Rất nhiều, nói chung là chỉ có tầm 150 đổ lên là mua được rất nhiều cây đây rồi. Đây này, chỉ vài trăm nghìn cây thôi. Ôm đá này đấy đang có rễ xuống này. Hôm nay chắc thì 200-300 chứ mấy? Thế 500. 500. À đây có cái chậu này, con đá đây. 500.
500 nhá. 500 anh em. Liễu rủ. Quái là người mình cứ chảy nước ra. Ừ, đẹp đấy nhỉ, con này dáng đẹp đấy. 1,5 triệu. Lưng còng này sao? Đây, tác phẩm này sao? Tác phẩm 1 triệu. Mấy trăm nghìn rồi? 400. Đấy. Chân viết. Đỉnh đấy. Đỉnh lại tư duy kiểu chuẩn sắp mất cây đấy. Đỉnh ngóng kỹ lắm. Sắp mất cây đấy. Đây nóng ở đâu thế? Ừ. Được rồi. Ok đấy, toàn cây đẹp. Lúc bác cả đặt hàng nhá, sáng giờ chắc phải bán được mấy cây rồi chứ. Được. Nắng thế này cơ. Ok cả nhà, để sang gian hàng của anh Trương cái sao nào. Cái này mát nhỉ, chả mất tí nước nào nhỉ. Nice. À, chỗ này còn có cả dâu à. Ô, con này mọc dâu hiểm nhỉ. Chất lượng đấy nhỉ, nhìn cái còn chắc chắn lắm, còn chưa bị đàn hồi đâu nhỉ, chưa bị đấy. Này công nhận đấy, đuôi dế cơ đấy. Bao tiền cả nhân? 1,5 triệu. À? Vừa được chơi vừa được sờ. Này quá, quật quại đến đau. Kịch nhỉ. Chất lượng đấy nha. Hàng vào được cũng thể ra được. Đây này. Sức công phá của nghệ nhân này này. Được đấy, cái này chỉ chắc chỉ tầm cổ chứ mấy nhỉ. Bao tiền cái này? 1 triệu. Đấy, đoán chuẩn phết đấy nhỉ. Công nhận cây nào cũng có cái công nhận. Điểm quý đấy. Chuyên chim môn rồng cho đàn bà đàn ông thích thẳng chả. Sau rồi về cứ nhìn cây mà nện. Đây này. Nè. Sâu thăm thẳm này. Đây còn ướt ướt này. Ướt, có nước. Này đúng ướt luôn này. Cái tháng nó phải ướt. Kinh quá. Đây, đây, bác còn bao tiền bác cả? Cũng 1 triệu, tiền đổ 1 triệu. 1 triệu hết. 1 triệu, 1 giá. Được đấy nhỉ, đá đầm kinh phết nhỉ. Được đấy, con cây hay đấy. Chúc nghệ nhân đắt hàng nha. Này có hàng dao kéo đây. Ôi, à. Thôi, 1,2 triệu bán 800 mà chết. Ông lại thích à? Bây giờ thích cây như nào. Đấy, bảo bây giờ cắt lỗ đi. Cái này cũng tách được đúng không? Nếu tách được cái này. Còn tách được cái này ra thì ra giả. Nguyên nào thế phát trực tiếp. Vâng. Mua đi bác. Bao tiền? 1,8 triệu anh ạ. 1,8 triệu à? Cái này có cái gì hả ông anh? Súng à? Súng à? Không súng như là sườn. Đấy. Sung một sung một bãi này, cái này lá đẹp đấy nhà. Đây quê thôi. Chuyên gia gọi đục kiểu cây này, nghệ nhân này là không được móng à? Chuyên gia gọi ngồi đục kiểu móng này lại bán một cây rồi à? Cây đấy. Này, đỏ lắm. Bán cây này cứ giải chậu. Chắc chắn. Đỏ lắm. Cây này bao nhiêu?
8 đồng. 800. Cây này chắc sáng bán phải mấy củ thôi nhỉ? Con trầu xanh thôi. Cây gì đây? Cây gì trên này? Còn mỗi cái chậu thôi. Cây xanh con đúng là đúng là thuốc lá. Vừa ăn rồi ạ. Úi, ăn đi rồi. Ăn tiếp à? Chết thật. Rồi xin ông. Ăn nào bây giờ? Út đi cho đỏ, nó đang đỏ, nó đốt rồi. Có bảo nó chưa bao giờ đen. Bao giờ nó phải nghĩ nhiều, nó tâm ra nó nghĩ thành cái hư hỏng này này. Đấy. Đúng rồi. Đẹp đó. Ông cố là tí nữa xem nào. 10 triệu. Để xem là ông Tỷ có hấp được không? Để ra xem cây của vời cái này. Vời có thêm một cái cây mới đây. Si, nhưng mà nó chẳng ngay thì hơi khó cho anh em quan sát nhỉ. Có vẻ là làm cái dáng đá lại hợp đấy nhỉ. Thì viên đá này là viên đá nhập nguyên đấy, về đây. Đó, có điều làm thêm cho nó tí chân nữa thì đẹp. Chân về phần chân này này. Đó. Thì theo cái suy nghĩ của mình như vậy. Tất nhiên cây này về sáng tác được nhiều, bởi vì là cái hòn đá này đang nguyên bản, không có thêm thắt gì. Được phết đấy. Được phết. Có dữ liệu để sáng tác thành một cái cây nghệ thuật. Đây hôm trước đây, 6 củ nhớ không nhầm, bao báp đây, xi bao báp đây. Anh em nhìn thấy nắng à? À đây nghệ nhân đây rồi. Bao tiền nghệ nhân ơi? Nghệ thuật cao đấy nhỉ. 8 củ. 8 củ. Con cây này? 22 củ anh em á. Còn bao báp kia là 6 củ đúng không? 6 hay 8 nhỉ? 6 nhỉ. Đỏ hơi hơi cái kia. Bôi cái nước kia vào sao mà nhanh khỏi thế? Đấy, công nhận. Của đàn bà này, bà là một công nhận. Ra bài đấy. Thuốc hay đấy nhỉ. Ba bà nó suốt ngày nhầy đồng ngủ. Rồi ôi. Công nhận. Bà này. Ăn lâu lắm rồi. Em xơi đi, đúng hàng nghệ thuật cao này. Đá nó hồng, hòn đá nó gồ, hòn đá gồ, nguyên bản, hòn đá nguyên bản. Tai mèo ấy đẹp. Ra đây cho nó mát. Có vẻ chùn nhũn phết đấy nhỉ. Ông Tị không vào việc cái này. Đúng một vãi luôn nhỉ. Quả đấy. Quả đây. Mặt nào chỗ nào cũng chơi được như nhau. Này lại đặt lên hòn đá thấp thủy nhá. Chơi quả thay lá luôn. Ok đấy.